Một phút hiểu luật. Người thuê nhà đánh bạc chủ trọ có bị phạt không? Nếu hoàn toàn không hay biết về việc người thuê trọ tổ chức chơi cờ bạc trong phòng trọ thì chủ nhà sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, nếu biết có người thuê trọ đánh bạc trái phép nhưng không khai báo với cơ quan công an thì chủ nhà có thể bị phạt hành chính về hành vi che giấu việc đánh bạc trái phép theo Nghị định 144 năm 2022 với mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, trường hợp có thỏa thuận giữa người thuê và chủ trọ về việc dùng nhà thuê cho mục đích chứa bạc, chủ trọ có thể bị xử lý về tội gá bạc theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự. Mức phạt nhẹ nhất đối với tội này là phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Đăng ký kênh để hiểu thêm về pháp luật Việt Nam.